Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái thẻ nhân viên bằng phần mềm Mailable và cách kết nối với Excel. Mình sẽ tạo một cái thẻ nhân viên như thế này. Đầu tiên mình mở phần mềm lên. Chọn Finish. Ở đây mình chọn máy in, mình dùng máy in là Zebra ZX3, chọn Next. Thì ở đây cái base size mặc định là 86 x 54 mm, thì đây là 8.6 và 5.41 cm, chọn Next. Mình chọn Python, mình sẽ thiết kế dọc Next. Ở đây mình nhập là 8.66. Ok. Next. Finish. Bây giờ mình sẽ tạo xong cái page size của thẻ. Mình sẽ đánh chữ lên. Chọn tag. Kích vào thẻ. Nhập chữ. Chọn là công ty. Đó, mình kích đục vào cái chữ này, mình điều chỉnh, mình có thể bấm Alt Enter. Mình muốn Ctrl Enter, nó sẽ xuống dòng. Ok. Nhìn kênh giữa. Rồi mình sẽ lấy một cái logo. Chọn một picture. Đây mình tìm đến cái đường dẫn mà mình lưu cái logo. Đây nó chèn lên cái chữ này thì các bạn cái chuột phải chọn Arrange, chọn To Back, đưa nó xuống dưới. Tiếp theo mình sẽ add một cái hình. Đây. Okay. Đây mình muốn đưa lên đây một xíu thì mình sẽ cho cái này nó nằm xuống dưới. Nhập tên đi được.
vâng. Ở dưới đây mình sẽ để một cái mã vạch để mã nhân viên, nhập nội dung, nhập mã. Okay. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn liên kết với Excel. Thế các bạn kích vào mục Database, Data, Data Access. Bạn chọn Wizard. Ở đây các bạn kích chọn Direct Database Access. Bạn kích vào Browse. Trước tiên mình sẽ tạo một cái file Excel trước. Đây mình để là mã nhân viên, tên nhân viên, phòng ban. Linh hình. Như vậy mình là một cái 2, 3, 4, 5.
Ở đây link hình thì các bạn tìm đến file file hình. Đây file mình để đây. Đó các bạn copy cái link này vào vào Excel. Và các bạn copy cái tên, cái tên hình, yeah. Tên hình và các bạn quý nhập thêm cái đuôi hình. Ở đây đuôi hình của mình là JPG .jpg. Ok. Bạn chú ý những cái đường link này các bạn không có để dấu. Nếu để dấu thì nó sẽ báo lỗi. Đây hình của mình đến bạn E. Cho anh cột này đi. Ok. Sau đó các bạn lưu lại. Mình lưu ở laptop. Xem. Đó các bạn tắt. Đi. Các bạn chọn database, chọn direct database access. Ở đây các bạn tìm đến cái đường dẫn file Excel của mình mới tạo, mình để ở desktop in thẻ, chọn next next. Ở đây nó nói là bạn muốn in tất cả record hoặc là bạn muốn chọn những cái record bạn muốn in. Mình kích chọn những cái record mình muốn chọn, những cái record mà mình muốn in. Ở mục này nó là in một label cho một record của database, hoặc là in, hoặc là hoặc là nói là một tệp của database sẽ chứa thông tin về số lượng label. Đây là nói là tôi sẽ nhập cái số lượng label tôi sẽ nhập số lượng label cho mỗi bản in. Đây thì mình sẽ chọn là nhập số lượng label cho mỗi bản in. Chọn next. Đây nó nói là tôi muốn một đối tượng thử nghiệm cho từng trường được chọn, và tôi sẽ link cái database với cơ sở dữ liệu sau. Nên mình chọn là tôi sẽ link cái database với cơ sở dữ liệu của tôi sau. Finish. Đó các bạn kích chọn những cái nội dung mà bạn muốn link. Đây mình muốn link cái hình này với file Excel thì mình sẽ chọn là mình sẽ chọn ở đây, chọn là database, chọn là link hình. Và mục tiêu này mình chọn mình là link hình. Ok. Ở mục tên mình cũng chọn là database.
mục tiêu mình chọn là tên nhân viên. Ok, phòng ban ở đây em gọi là phòng ban. Ok, và cái mã nhân viên mình chọn đây là vai barcode data, mình chọn net. Đây mình chọn database view, chọn net. À, đây mình chọn database, chọn net. Đây mình chọn là mã nhân viên, chọn finish. Những cái này các bạn có thể kích chọn và mình sẽ in review. Ở đây mình có thể chọn những cái trường mà mình muốn in. Ok, review. Mình xem trước bản in thì mình thấy là cái mã này nó hơi dài, mình sẽ sửa lại, mình kéo nó vào trong đây, mình móc nó vào. Đây. Và cái hình này mình sẽ cho nó xuống dưới. Ok, cái mã vạch này nó còn hơi lệch, kéo kéo không bên phải một chút. Ok, để xét thì con mình chọn những cái dòng mà mình muốn in. Ok, mình review. Cho cái hình này. Cái hình tôi bách. Thank you.